Xin chào mọi người, chào mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình sẽ quay đêm hai chỗ, có đều cả hầm đi hầm Cổ Mã xong đến hầm đều cả anh em nghe. Thì cái video này là video cuối năm 2021 tại đều cả anh em. Thì đoán lẽ ra là trừ mình mới sực nhớ này anh em, thì thường thường là cuối năm mình sẽ leo đèo để mình lên thắp hương lên đó, nhưng mà thường thường thì mình ra là ra buổi chiều đó, ra đây tầm chiều thì mình mới leo lên đèo được. Cho nên là hôm nay mình ra ban đêm, thứ nhất. Thứ hai là em nên biết không, cái hàng hóa của mình kìa, mà mình nhận cái lô hàng này đúng khổ anh em. Bỏ hàng chín điểm là ở đâu biết không, bỏ từ Bình Thuận bỏ ra, mình bỏ Bình Thuận trừ Đồng Nai thôi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng, 9 điểm anh em nghe. Ở dài cho nên là cái thời gian mình hắn, khi mình bỏ điểm ở đây á là cái đào kia họ đã điện mình rồi, mình chở hàng chuyển phát nhanh đó nha. Thì cho nên là khi mà bỏ hàng xong, có vị đấy ví dụ như mình mới vừa bỏ Nha Trang thì mình mới vừa xuất phát đi thì bên đầu Tuy Hòa họ đã điện mình rồi đó, cho nên là hấu mình chạy liên tục, có nghĩa là họ làm 24/24 luân chuyển đó, họ thay ca họ làm, còn mình chạy một mình, cho nên áp lực rất cao này, mình chạy không nổi luôn á. Đi ra hồi sáng bốc hàng xong 3 giờ sáng là họ thải cho mình ra, mình ra đến giờ trừ là mấy giờ ta, 9 giờ 9 rưỡi đâu, hiện tại là 9 rưỡi đâu. Mình ăn cũng không có thời gian ăn luôn, chỉ là ăn cái gì nhanh gọn gọn là mình tranh thủ mình ăn để mình lấy đường mình đi tiếp cái chuyến hành trình của mình, cho nó cái gì cũng muốn suôn sẻ anh em, nhưng mà cái sức mình lại có hạn, mình chạy cái đường nó đường xóa nó hư kìa, cái rồi bắt đầu mình cảm thấy người nó mệt mỏi, chạy cái chân mình luôn để dưới cái chân mình ngay luôn để dưới cái chân ga, cho nên là lúc nào cũng đạp ga hết mà ít cử động anh em kìa, cái cơ bắp rồi nó dần như nó cứng, nó mỏi lắm anh em. Thế nhưng phải là mọi người nói là mình ngồi lái xe thì nhiều khi sướng thiệt, nhưng mà sướng đâu, không thấy cái lúc mà căng thẳng thì là có nhiều áp lực ở đây. Đây. Thì, cái nghề lái xe là cái nghề đi đêm và chạy đêm thức đêm. Đúng không? Ở những nước mà họ chạy giờ á, là mình chạy ví dụ như ở nước ngoài chạy 10 tiếng nghỉ 10 tiếng để lấy giờ, thì mình thì không có lấy giờ gì hết, mình chỉ chạy xuyên suốt, mình không có nghỉ, không có thời gian để nghỉ. Những cái lô hàng này cực anh em, ví dụ như mình nhận cái lô hàng mà về ví dụ đi một hơi về Đà Nẵng á, là mình trừ mình đạp ra là giờ hiện giờ á, là mình phải tới Bình Định rồi, là mình ăn mình ngủ mình nghỉ gì đó, sáng ngày mai tầm 3 giờ sáng mình dậy mình chạy về là đẹp, về nhà là 8 giờ rồi mình giao hàng là vừa đẹp. Còn hiện tại mình đi kiểu như thế này mất sức quá, như vậy mà có những anh em chạy lạnh, họ chạy một mình từ Bắc đến Nam ngủ giấc ngủ được có 2-3 tiếng thì họ, nói chung những anh bạn đó thì những anh bạn chạy lạnh mà chạy một mình thì chạy cái đường dài, nhưng mà ấy là mình ra ngoài cửa khảo là mình nằm mình nghỉ ngơi, chứ còn mà thực chất ra bỏ hòn quay đầu vô lại là anh chạy cũng không nổi anh em nè, được 1-2 chuyến là rớt liền bể liền, chứ đừng các bạn đừng có nghĩ là chủ quan là mình có sức mình chạy được, không phải đâu. Mình thèm tiền, nhưng mà thèm tiền một cái giai đoạn nào đó thôi, chứ không phải là thèm tiền mãi. Đôi khi đồng tiền mình quỵ lị nó quá cũng không được, đúng không? Cái gì cũng phải có giới hạn.
Đây anh em, đây là đèo cả ha. Một cái quay lại cảnh cuối năm. Bây giờ mình về mình nghỉ, mình không có đi nữa. Nếu mà anh em ai gọi hàng tiền tươi mình thì mình đi. Ví dụ như về đi về xong đưa tiền liền cho mình thì mình đi. Còn mà đi về mà tiền héo mình cũng nhắc đi nè. Tại vì cuối năm đi mình cần tiền để trang trải. Nhưng mà tiền chậm quá mình cũng nhắc đi. Mình cũng chia sẻ cho anh em biết cái câu chuyện như thế này nè. Mọi người, mình muốn nói cho mọi người biết là các anh em mà muốn ra xa chạy không phải dễ nè. Đừng có nghe lời hứa từ một phía. Ví dụ như nè, có một ai đó nói với anh em là bây giờ mình sẽ hỗ trợ bạn trong cái việc mà bạn ra xa có hàng chạy. Nếu mà một người anh em trong gia đình thì anh em đồng ý ra xa. Nhưng mà đối với trường hợp mà một người ngồi hay bạn bè mình thì họ nói mi ra xe đi, ta sẽ hỗ trợ cho mi, hay là bạn ra xe tôi sẽ hỗ trợ cho bạn về nó hàng hóa, ví dụ như vậy, đúng không? Mọi người phải nắm chắc được cái lượng hàng hóa như thế nào mình mới đi, chứ không phải là nghe lời một ai đó xúi dục mình đầu tư vô là bị sai sách nha. Nhưng mà mình phải có phương hướng của mình. Có những người khi mà hứa xong rồi, khi mình ra xe lại nói là không có hàng này nọ. Mình biết chứ không phải không biết anh em. Có những người họ muốn miệng lắm, thấy không? Họ cứ hứa lúc này hứa nọ hứa này hứa nọ, cuối cùng là khi mình ra xe là không có hàng hóa gì hết, cứ nghe lắm. Rồi cuối cùng là mình chỉ nhờ những người mà không hứa, họ chỉ nói là có hàng thì họ kêu mình, nó kiểu vậy, họ hỗ trợ mình đó. Chứ không phải là mọi người cứ nghĩ là có một ai đó đứng ra chiều cho mình thì mình sẽ là ok, mình có hàng mình chạy, không phải đâu nên nghe. Tùy theo, nó vậy chứ không phải vậy đâu. Nên là hãy là chính mình thì làm việc gì thì mình cũng phải tạo ra một phương án thứ hai. Ví dụ như không có cái hàng đó thì mình sẽ chạy cái hàng gì, ví dụ như vậy ha. Thì để là mình chia sẻ cho các bạn biết được cái công việc là như vậy, để anh em mà biết gặp được cái trường hợp đó và để xử lý cái tình huống nó dễ hơn. Chứ đừng cái để mà khi mà đầu tư xa ra thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn mình, thực sự luôn á, ngoài ý muốn nhiều lắm luôn á. Nên là phải tự chủ trong mùa tình huống như vậy, hiểu không? Không khí mà gần Tết nhất đó vậy, tiếng tròn về thì trong người mình nó nao nức, có nghĩa là nó muốn về nhà. Mình rất muốn về nhà, hiện tại mình rất muốn về nhà. Một năm rồi, mình đi một năm rồi mình chưa về nhà. Về nhà đợt vừa đầu mình có về, nhưng mà về đợt vừa rồi dịch kìa, đó mình chạy xe về. Khi mình chạy xe về là mình đậu ngồi đó, xong đó mình vào nhà, không vào nhà luôn. Thì điện thoại mình lúc đó là mình đi Nam Trà My, mình lên Nam Trà My mình có việc. Thế khi qua về á là mình chỉ vô nhà, nói nhà chế được gói mì tôm ngồi trước nhà ăn xong lại để qua đi, chứ không có vào nhà gì vậy. Là có việc mình ghé về nhà không có nha. Hôm nay mình háo ước anh em, háo hức được về nhà. Đây mình đi đường đèo á, thì mình đi tầm 45 phút qua hết cái đèo này nè, thấy không? Nhưng mà đi đường hầm là mới đợt chưa đầy 5 phút là mình qua hết hầm rồi, thấy chưa? Rồi ok, sáng ngày mai mình sẽ dừng clip ở đây. Sáng ngày mai mình sẽ quay cái cảnh mà ở Bình Định, cái cảnh mà chợ hoa Bình Định
trên đường quốc lộ luôn nha, để cho mọi người cùng biết là ngày cận Tết là mình định chợ hoa như thế nào. Còn ở chỗ Phú Yên này thì nếu mà mình về buổi chiều á thì mình có thể quay được cho mọi người xem được cái cảnh mà hoa Lai Ơn, họ bán hoa Lai Ơn á, không? Nhưng mà giờ trừ là giờ đêm cho nên là nếu mà ra thì có gặp thì mình sẽ quay là sơ sơ lại cho anh em xem. Còn sáng ngày thì mình sẽ ngủ lại Bình Định một tí, cái trừ mình chạy về 9:30 rồi, mà mình chạy về đó tầm cỡ 10:30, 11:30 mình bỏ hàng xong thì tầm cỡ tiếng đồng hồ thì mình chạy không nổi nữa đâu, tại vì mình thức hồi 3 giờ sáng đến giờ trước 3 giờ sáng rồi nhá, tại vì mình đóng hàng nữa mà làm giấy tờ thủ tục nữa, mình đều bay lúc 3 giờ đấy. Cho nên là anh em thấy cái cảnh tài xế như thế thì chịu chắc nhiều nhiều anh em cũng không ham đâu ha, mình cũng nhiều thì cũng không ham được cái nghề này nè. Hồi xưa không hiểu sao mình đam mê dữ lắm, đam mê dữ dội lắm nè, ok, đam mê là không từ bỏ đó. Mọi người mình cảnh báo mọi người tí, cái chỗ hơi đèo cả nè, bây giờ mình đạo mình ngủ là bây giờ công an họ tới họ làm biên bản nè mọi người. Mọi người nhìn kìa, thấy không, thấy công an không, công an phía trước mặt mình kìa, thấy công an kìa, công an trật tự kìa, thấy không, đạo đổ ngủ vô trạm thu phí nè. Đó, công an là tới lập biên bản đó mọi người, thấy không? Đây này, xe này nè, xe kia cũng vậy kìa, thấy không? Tấp là ngủ đó. Cho nên mình cảnh báo mọi người nếu mà có đi cái đoạn đèo cả này thì không nên ngủ nghe. Cái đoạn này đó là cái đoạn an toàn, thực sự là an toàn. Nhưng mà lại giờ lại có cái chuyện mà bắt đầu lỗi đạo đổ là không được rồi, không ổn rồi đó. Người mấy hầu mình cũng hay ngủ ở đó, mình ra tới đây là mình phế rồi là mình ngủ ở đó đó. Mình mới đi chơi vậy cũng mát quá. Mình đạo mình ngủ bên Vạn Giả là bên đó là bên kia của trạm, bên nam của trạm thu phí á, phía nam trạm thu phí á, thì phía nam của hầm mà đều cả này á thì nó sẽ mất trộm, nghe đạo ở đâu cũng mất trộm mấy á, có nghĩa là mất trộm ăn bóng này, ăn bóng lúc nào ăn trộm cũng rình rập mình ấy chứ, cho nên là mình qua bên kia là mình ngủ không được, anh em ngủ là mất đồ chắc túi luôn. Nhưng mà về bên này thì trừ ngủ an toàn nhưng mà lại gặp cái tình huống như thế này thì hơi bị can nghe ha, chơi dại quá. Ở Việt Nam mình thì không có những cái chỗ vị trí mà đạo ngủ cho tài xế đường dài. Ví dụ như họ mệt là họ tấp vô đâu đó họ ngủ, cho dù tốn phí xíu cũng được, nhưng mà lại không có. Thì có những cây xăng mà không rộng thì được, cây xăng chặt quá thì họ cũng cho ngủ. Nhưng mà tài xế họ chạy đó họ buồn ngủ thì không biết tấp chỗ nào hết. Vì vậy cho nên là nhiều cái tình trạng xảy ra tai nạn mà ngoài ý muốn là cũng vì như vậy đó. Tại vì buồn ngủ quá mà không có chỗ ngủ, không thể nào mà đạo trên đường này, tấp vô đường này, trên đường này ngủ được, quá nguy hiểm cho xe máy, mọi người hiểu không? Nên là mình bắt buộc mình vô cây xăng là ngủ, mà cây xăng thì đâu phải cây xăng nào họ cũng cho ngủ. Ở đây hiện tại thì đã là 2 giờ sáng ha, 2 giờ sáng rồi ha, chỉ sợ mình đang ở Quy Nhơn thì chuẩn bị họ ra giao hàng, họ nhận hàng, họ làm 24/24 thì bây giờ mình làm mình nghỉ một tí, khi nào xong hàng thì họ kêu mình dậy đi. Anh em thấy cảnh không, chạy hàng giờ có nghĩa là từ cái điểm này mình bắt đầu mình xuất phát mình đi thì họ sẽ nhập vô máy là cái giờ này mình bắt đầu mình đi, cho nên khi tới cái điểm này điểm A, khi tới cái điểm B là từ điểm A và điểm B trong thời gian ví dụ như họ cho mình trong vòng 2 tiếng thì mình chạy đúng 2 tiếng, hoặc là
lệch một một thời gian nào cố xác định đó thôi, cố định chứ không có có là ví dụ như qua 3 4 tiếng mình mới tới là không được, họ sẽ chửi là, cho nên chạy giờ là chạy giờ đó anh em, vẫn khó khăn, mình ngủ không được, chập chờn nằm xuống mới chập chờn chờ, không biết họ có bỏ không, nếu họ bỏ đó, thì mình đi, mà họ không bỏ thì mình đang nằm đây mình ngủ đến sáng, hy vọng là họ đừng có bỏ, họ bỏ mình chạy không đâu. Đó, chiều về bắt đầu về Quảng Ngãi, Quảng Nam, đó 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 là những cái điểm mình về bỏ tiếp theo, là mình bỏ từ Bình Thuận đi ra. Rồi ok mình đi ngủ đây nè, hẹn gặp lại anh em buổi sáng mai, mình sẽ quay cái Bình Định, cái Mai ha, chợ Mai cho anh em xem. Ok nè, rồi chào tất cả anh em buổi sáng nha, ngày hôm nay mình lại tiếp tục mới ngủ dậy anh em, dậy hồi môn mới ngủ dậy, dậy hồi 6 giờ anh em. Bây giờ mình sẽ quay lại cảnh chỗ chợ hoa cho anh em xem. Thì những lái xe đường dài như mình thì thường xuyên về đây, ghé về đây để mua hoa, và những cái nơi mà tất cả vùng miền họ ghé về đây họ mua hoa để đến những cái thị trấn, những cái thành phố nơi họ ở sinh sống thì họ buôn bán lại, mua bán lại nữa nha. Thì mua hoa ở đây rất rẻ, hoa Bình Định rất rẻ đây nè, hai bên là trồng hoa thấy chưa, bên này hoa nhiều lắm anh em, hoa vô tư, hoa bạc ngàn, hoa mai, hoa cúc mai rồi đó, những cái hoa họ họ chăm sóc rất chi là tỉ mỉ, mình thấy là nó rất nát. Mỗi năm thì mình có ghé ở đây mình mua hoa, nhưng mà do năm này thì cây hoa năm cũ cầu đó, hoa thấy không anh em, thấy vườn hoa không, chợ hoa thấy không, ôi quá trời hoa, có những cái hoa nở sớm, có những cái hoa giờ giờ mới bắt đầu nở, giờ mới mọc búp với mình đó. Ừ thấy không, dữ thấy không, dễ sợ không, hoa đi đâu cũng thấy hoa ấy. Rồi đây là một đoạn cánh đồng trống, họ lợi dụng những cái chỗ này là có cái bãi đất trống họ để hoa họ bán, còn bên này thì không có bãi đất trống thì họ lại lấy dần giáo họ kê thành để có mặt bàn họ bỏ hoa. Khu đây là trùm về hoa. Còn hồi tối thì mình qua cái đoạn Tuy Hòa thì năm này nó lại không bán hoa, hoa này ơn không hiểu sao năm này lại không có làm. Mình có mua ít chả cá ở Nha Trang, có món đặc sản của anh em lái xe cũng hay ăn ở dự đoạn trạm thu phí Ninh Hòa hay ăn ở đó, thì mình cũng ghé nó ăn xong rồi mình mua về mấy ký để làm quà biếu Tết cho gia đình ở trên quê. Nên thấy hoa không? Hoa quá trời hoa, hoa bật ngàn hoa luôn. À hồi nãy mình có mua mấy cái phụ tùng xe tải anh em nè, đây nè, thì cái xe mình chạy đường dài một mình thì hơi bê bối một tí, thấy không? Đấy, mình mua cái phụ tùng xe tải gì mình rớt xe tải thôi nè. Trời ơi hoa này, hoa này. Đó, những cái xe họ vô họ mua hoa thấy không? À, chở hoa gì họ bán đó, đó họ vận chuyển đi đó, thấy chưa? Nhiều hoa nè, hoa không là hoa, mấy cái ruộng đây ruộng rồi để hoa hết đây, hồi nào cũng giờ để hoa đây, hoa chỗ nắng nở hết trơn luôn kìa. Giờ trừ mà mua một mà mọc ra búp 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 là vừa thế, còn mà mua mình sớm quá về chơi không được, mình thích lắm, nhưng mà mình hôm trước mình có mua một cây bonsai rẻ nè, ví dụ như tầm cỡ ở đây mà 1 triệu mấy là có cái hoa chơi rồi.
Tiến đó, qua Hà Tiến đó, rải vô em nhắn tin cái số điện thoại qua anh điện, anh nói anh dẫn vô thì. Rồi rồi ok. Anh đi đi hướng mô hướng thành phố ra à? Ở trong bãi Vinh Thành đấy chứ. À bãi Vinh Thành lên qua là đi chưa tới cầu, chưa tới cầu đỏ là anh có ngã ba chứ. Ừ, thì gọi là cái đèn đỏ này chạy đấy. À đúng rồi. À anh điện anh nói anh rồi anh dẫn vô. Đây, đây là cái đường tránh mà đường tránh Phù Cát này nè. À, thì cái đường tránh Ngô Mai, tránh gì này? Đập đá chứ, thì tránh đập đá, đường tránh thì tránh đập đá. Thì của Bình Định đây thì chỗ đó là thường xuyên bán hoa đó nè. Thì những anh em nào năm nào nhớ đi thì ghé qua đây, ngon qua đây, nói chung ai cũng biết chứ không phải mình nói là mình nói cho những bạn mà ở nhà không biết. Còn những anh em lái xe đi như mình thì ai cũng biết cái vị trí này là nơi mà thường xuyên xảy ra những cái nam chợ hoa, chợ mà lúc mà mình gọi là cái chợ đó nhưng mà trưng bày á, họ bán đó. Bình Định là nơi mà triển lãm hoa nhiều mà, đúng không? Quá tuyệt vời. Họ giỏi và công nhận giỏi, nó hoa bán mà năm nào cũng có hoa bán, mình cũng không hiểu họ trồng bằng cách gì. Chứ mình về mình trồng là mình về mình trồng thời gian là nó không có ra hoa, thứ nhất, thứ hai là nó bị sao á, chả hiểu họ trồng con ai con tốt. Hoa đẹp không, nó thế họ uống lên đẹp cực kỳ. Anh đi làm riêng lẻ một mình ảnh có mấy gốc mai cũng đẹp kìa, thấy không? Gốc mai mà lâu năm mà để rễ ra ăn bu đẹp chứ. Hoa nhiều lắm, hoa vô tận vời. Đây nè, bắt đầu tới đây là khúc đường đi hoa tiếp nè. Nói chung từ cầu Bà Di trở ra là hoa không là hoa. Năm nay thì mình không mua hoa thì mình có điện về cho ba mẹ mình trên đó thì bảo là cái hoa năm này nó ra đẹp à, thì mình không có không có mua nữa. Chứ còn rẻ lắm, cỡ 1 triệu trở lại là có một cây hoa gọi là rất đẹp rồi à, thường thường 800-900 là thấy là đẹp lắm rồi. Em cao cả mấy chứ, ra hoa đẹp lắm. Còn những cái hoa mà bấp nhiều hay như thế nào đó mình tuyển trọng thì nó nằm rơi vào khoảng là 2-3 triệu như vậy à. Mà anh nó không nghĩ sao mà anh mua toàn hoa mà đỡ bấp cái trời không biết rồi. Chắc là ra ngoài ảnh xứ lạnh, ra ngoài bác à, hoa không? Mình thích nhất là những cây bonsai nó có cái gốc to xong rồi nó đưa lên nó xòa xuống kiểu như nước chảy vậy nè, nhìn hấp dẫn à. Thật ra thì năm nay không biết là bán được không, tại vì anh em biết rồi, cái kinh tế năm nay nó không, nó bị khủng hoảng về nhiều mặt à. Thì mình nghĩ dân họ cũng hạn chế chơi. Cái chơi mai đó là năm nào cũng phải chơi nha anh em, chứ không phải là chơi nam rồi bỏ, có nghĩa là mình có thú chơi nữa, cái gì cũng vậy. Có những nhà họ chơi quất kìa, quất á, mình gọi là quất á, ở Quảng Nam mình gọi là quất, mà không biết ở những vùng miền các bạn thì gọi bằng cái gì mình chả biết. Quất hoặc quất gì đó à, mình hay gọi là cái quất, mà có những chỗ họ kêu quất. Rồi đến đây thì khu vực này trở ra thì La Rai có những điểm bán, có những điểm không bán, chị vậy nha.
Anh em thì đây là những cái hoa mình muốn giới thiệu tới cho anh em xem, những anh em mà không có cơ hội được đi đây đó thì mình giới thiệu cho anh em. Mọi năm đấy thường khoảng ngày 10 là bắt đầu họ đem hoa ra họ trưng bày rồi, họ bán đến ngày 28-29 Tết thì họ dầu ha. Đó, ok, thì hôm mình xin kết thúc cái clip ở đây tại vì clip này khá dài rồi. Mà cái điện thoại mình thì mình đi xa, thường là mình edit video bằng điện thoại, cho nên là mình không có cái, mình không dùng máy tính, cho nên là nó dài quá thì mình edit nó nặng, rất nặng, máy chạy rất lâu ha. Thì thôi mình xin dừng clip ở đây, gặp lại anh em trong những video sau.